Chỉ mới 1 tháng tuổi nhưng con trai Hải Băng Thành Đạt đã đáng yêu như thế này. Cô và ông xã đã nhanh chóng thực hiện bộ ảnh đầu đời, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này của em bé. Mới đây trên trang cá nhân, Hải Băng vừa đăng tải một loạt khoảnh khắc của cậu quý tử sắp được 1 tháng tuổi. Cô hào hứng chia sẻ, anh tên Minh Phúc, ở nhà mọi người hay gọi anh là Côi. Có em nào chịu anh thì gửi gạo cho mẹ anh nhé. Bé trai được bố mẹ chọn giờ giấc và ngày sinh rất đặc biệt, 7 giờ 7 phút ngày 17 tháng 7. Nói về việc chọn ngày giờ sinh, ông xã Thành Đạt cho hay, chúng tôi cố ý chọn ngày giờ đẹp cho con chào đời. Chị của bé là Kem có ngày sinh toàn số 2, còn em trai gắn liền với những con số 7. Hải Băng rất thích có con trai. Bên nhà vợ tôi chỉ toàn cháu gái, đây là cháu trai đầu tiên nên cả nhà đều vui mừng. Tôi hạnh phúc vô cùng trong lần thứ 3 lên chức bố. Dù con trai còn khá nhỏ, nhưng nữ ca sĩ đã quyết định cùng ekip thực hiện bộ ảnh này để có thể lưu giữ từng khoảnh khắc của bé. Từng biểu cảm đáng yêu của bé Côi đều được nhiếp ảnh ghi lại cận cảnh. Cậu quý tử sắp tròn 1 tháng tuổi và hứa hẹn sẽ được ba mẹ tổ chức một buổi tiệc đầy tháng hoành tráng. Khá nhiều người suýt xoa khi thấy Hải Băng đã hạ sinh đủ nếp đủ tẻ cho ông xã Thành Đạt. Dù không quay lại hào quang sân khấu, nhưng nữ ca sĩ cũng có được hạnh phúc giản dị cho riêng mình. Đặc biệt, cô đã khiến cho người hâm mộ thích thú. Khi thấy được mối quan hệ giữa Hải Băng và con trai riêng của Thành Đạt khá tốt đẹp, cô thường xuyên đăng tải khoảnh khắc gần gũi với bé Kit lên mạng xã hội. Ca nương Kiều Anh hạnh phúc khi chồng tặng món quà lãng mạn như phim, soái ca ngôn tình là đây chứ đâu. Ca nương Kiều Anh đã rất cảm động trước món quà của chồng trong ngày kỷ niệm yêu. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng nó chứng đựng sự quan tâm, yêu thương mà ông xã Kiều Anh dành cho vợ. Trên Instagram, ca nương Kiều Anh đăng tải hình ảnh ngồi giữa rừng hoa và tiết lộ hành động lãng mạn. Như trong chuyện ngôn tình mà chồng dành tặng cho mình, Kiều Anh chia sẻ, 5 giờ rưỡi sáng thì chồng gọi dậy, vợ ơi dậy đi thôi nhanh lên nào. Mình thì vẫn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ, nhưng thấy chồng đã mặc sẵn quần áo trên tay cầm một cái áo phông trắng đã chuẩn bị từ trước. Đây vợ mặc áo này vào nhanh lên, còn phải đánh răng không chồng? Không, đi thôi. Thế là mắt nhắm mắt mở đi ra thang máy, xuống tới sân thì thấy xe cũng đổ sẵn ở đó, thế là lên xe, trên đường đi hồi hộp không chịu được. Còn đúng đường đi lên sân bay, nghĩ đủ thứ trong đầu, còn nghĩ hay là chồng mua vé đi nước ngoài, hay bắt đi luôn nhỉ, nhưng vì chồng bảo không cần đánh răng rửa mặt gì chắc không phải. Lâu lắm mới có một hôm dậy sớm từ tinh mơ, để cửa kính xe mở suốt dọc đường, thấy không khí trong trẻo vô cùng, hít một hơi thấy lòng nhẹ tên, nhưng hồi hộp lắm ấy, và thế rồi cũng dừng xe tại cầu Nhật Tân. Chồng ơi rút cuộc là gì đó, chồng làm em hồi hộp, tay chân em bồn chồn hết cả rồi này. Hôm nay kỷ niệm của bọn mình, chồng đưa em xem một thứ mà em đã nhắc rất nhiều nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, đó là bình minh. Trời ơi đúng rồi, kỷ niệm ngày yêu của bọn mình gắn liền với bình minh và hoàng hôn mà. Hoàng hôn thì được cùng nhau thấy rồi, bình minh thì chưa. Xuống xe nhìn mặt trời hồng hào ấm áp đang lên, đúng là mặt trời buổi sớm, thật đẹp và thật dễ chịu. Trong khi còn mê mải ngắm mặt trời, chồng mở cốp xe. Vợ ơi nhìn đây, đây là 50 bông hồng, sẽ là 50 năm tình yêu của vợ chồng mình nhé. Thì ra 3 giờ sáng chồng đã ra chợ hoa, tự tay mua hoa và xếp từng bó hoa một. Hạnh phúc lắm, khóc và lao đến ôm anh thật chặt. Kỷ niệm ngày tình yêu bố súp, thương yêu đông đầy mãi mãi nhé anh. Được biết đây là món quà kỷ niệm mà ông xã Văn Quỳnh tự tay chuẩn bị để tạo bất ngờ cho Kiều Anh. Qua chia sẻ của nữ ca sĩ có thể thấy, không chỉ trong lúc yêu mà ngay cả khi đã làm vợ, cô vẫn được chồng cưng như trứng mỏng và dành cho những hành động vô cùng lãng mạn. Kiều Anh kết hôn với cháu trai giáo sư Văn Như Cương Văn Quỳnh vào cuối năm 2015. Đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có được tổ ấm hạnh phúc viên mãn bên chồng và con trai. Hết Thà Thính Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm lại nói yêu Đàm Vĩnh Hân, khán giả lùi tim. Khoảnh khắc tình bể tình của Mỹ Tâm Đàm Vĩnh Hân khiến ai cũng phải ganh tị. Cặp ca sĩ nổi tiếng Mỹ Tâm Đàm Vĩnh Hân đang cùng nhau làm giám khảo tại show truyền hình Giọng Ca Bất Bại. Tại tập 8 còn có sự xuất hiện của anh hai Lam Trường trên ghế nóng, nhưng Đàm Vĩnh Hân vẫn tranh thủ cơ hội để lấy lòng người đẹp Mỹ Tâm. Tại đây, khán giả được chứng kiến những khoảnh khắc tình bể tình của cặp đôi giám khảo nổi tiếng này. Ở phần nhận xét, màn trình diễn của một thí sinh, Mỹ Tâm đã vô tình nhắc đến cụm từ I love you so trong lời bài hát. Ngay lập tức, Đàm Vĩnh Hân quay sang nắm tay Mỹ Tâm và hỏi, em vừa nói gì?
khiến chị đẹp bối rối và cười ngượng ngùng. Không dừng lại, ông Hoàng Nhật Việt vẫn tiếp tục hỏi em vừa nói gì, cho đến khi nghe được từ Mỹ Tâm một lần nữa câu I love you so mới chịu buông tay và gương mặt thì ngập tràn hạnh phúc. Trước đây, Đàm Vĩnh Hân từng thừa nhận yêu đơn phương Mỹ Tâm nhiều năm. Khi chương trình chuẩn bị lên sóng, khán giả tò mò không biết anh sẽ có cảm xúc thế nào khi ngồi cạnh nữ giám khảo xinh đẹp này. Giọng ca say tình khiến khán giả lụi tim khi không ngần ngại thừa nhận Mỹ Tâm chính là ngôi sao lớn nhất trong lòng, đồng thời anh bối rối khi ngồi cạnh cô. Giọng ca bức bại tập 8 được phát sóng vào 20:35 thứ tư ngày 15 tháng 8 trên kênh HTV7. Ngoài những điều thú vị về giám khảo, màn thách đấu giữa các thí sinh cũng tiếp tục tạo nên nhiều gay cấn. Hà Hồ sống thế nào mà danh sách mỹ nhân không đội trời chung với cô ngày càng dài? Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là nữ hoàng giải trí của showbiz Việt, đồng thời cũng là ngôi sao gây nhiều mâu thuẫn nhất từ chính những chị em thân thiết của mình. Thân Thúy Hà và Hồ Ngọc Hà từng là bạn thân thiết. Khi Hồ Ngọc Hà vừa vào Sài Gòn lập nghiệp, hai người đẹp từng ở chung với nhau và thân nhau như chị em trong một thời gian dài. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã chấm dứt sau khi có tin đồn Hồ Ngọc Hà đã cướp Tuấn Hưng từ tay Thân Thúy Hà. Cho đến nay, Hồ Ngọc Hà và Thân Thúy Hà vẫn không nhìn mặt nhau mỗi khi chạm mặt. Minh Hằng cũng từng có mối quan hệ tốt đẹp với đàn chị. Tuy nhiên, giữa năm 2017, Minh Hằng đột nhiên tố Hồ Ngọc Hà là người đã chèn ép cô rời khỏi ghế nóng đầu phay. Tuy không trực tiếp lên tiếng, nhưng trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà lại đá xéo Minh Hằng, bước bám vào tôi. Khi cô giới thiệu MV Điều Em Cần Là Anh đã gây thêm mâu thuẫn cho mối quan hệ giữa hai người. Tăng Thanh Hà và Hồ Ngọc Hà cũng từng là bạn thân của nhau, xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí cùng nhau. Thậm chí có nhiều lần còn có sự xuất hiện của Cường Đô La bên cạnh hai người đẹp. Lúc này Cường Đô La đang là bạn trai của Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên, mối tình giữa Tăng Thanh Hà và Cường Đô La nhanh chóng chấm dứt. Một thời gian ngắn sau đó, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La chính thức hẹn hò. Cũng từ đó người ta không còn thấy đôi song Hà này cùng hiện diện bên nhau nữa. May ra, cuộc tình với Chu Đăng Khoa có lẽ mang lại cho Hồ Ngọc Hà nhiều tai tiếng và nhiều mất mát nhất. Trong đó có mối quan hệ với May Gia. Có tin đồn rằng khi đến với Hồ Ngọc Hà, Chu Đăng Khoa đang là người tình của May Gia. Đúng lúc công khai chuyện tình với Hồ Ngọc Hà thì May Gia đang chờ sinh con cho đại gia này tại Mỹ. Tin đồn ngày càng có căn cứ khi hai nữ ca sĩ này tỏ thái độ hiềm khích tại show âm nhạc The Remix, khiến dư luận một phen ồn ào. Lệ Quyên là một trong những chị em thân thiết gần đây nhất của Hà Hồ. Đáng tiếc người đẹp này cũng nằm trong danh sách không đội trời chung với Hà Hồ tại thời điểm này. Mới đây, phụ việc Lệ Quyên đứng dậy ra ngoài ngay sau khi thấy Hà Hồ trong buổi ra mắt MV của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gây không ít tranh cãi. Tuy Lệ Quyên phủ nhận tin đồn Quý tránh mặt, nhưng trước đó cả hai nữ ca sĩ này đã từng đá xéo nhau trên trang cá nhân khá nhiều, nên lý do Lệ Quyên đưa ra không mấy hợp lý. Hồ Ngọc Hà luôn là tâm điểm của thị phi và sự nổi tiếng. Ngoài đánh mất niềm tin với công chúng, Hồ Ngọc Hà còn mất đi khá nhiều tình bạn đẹp trong showbiz của mình. Bạn gái trọng đại U23 thi hoa hậu phát ngôn ham tiền gây tranh cãi. Nguyễn Huyền Trang không xa lạ với các cuộc thi nhan sắc trong nước. Khi từng tham gia Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, vào top 5 Hoa hậu Đại dương 2017 và là Á hoàng trang sức 2015. Nguyễn Huyền Trang, 22 tuổi, là người Hạ Long, Quảng Ninh. Cô là sinh viên khoa luật kinh tế của trường Đại học Thành Đông. Sau lùm xùm phát ngôn ở phần truyền hình thực tế của vòng chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, cô bị gắn với cụm từ người đẹp ham tiền khi tìm kiếm trên mạng. Cụ thể, vào tháng 10 2017, trước câu hỏi nghĩ gì về vương miện Hoa hậu, Huyền Trang đã nói, sự nổi tiếng thu nhập thật cao, vì em thấy như chị Phạm Hương bây giờ có nhiều show quảng cáo rất lớn, đi sự kiện rất nhiều, em rất ngưỡng mộ. Và tất nhiên sau đó thì kiếm được rất nhiều tiền. Giám khảo hỏi thêm, bao nhiêu tiền sẽ là đủ? Cô nói, con người thì lòng tham vô đáy, mình kiếm bao nhiêu thì cứ kiếm thôi. Nếu em có nhiều tiền hơn thì em có thể cho vào công quỹ nhà nước hoặc bảo vệ ngôi trường. Trong phần phỏng vấn hậu trường, cô khẳng định đã trả lời thật từ trái tim mình. Huyền Trang, chị Phạm Hương kiếm được nhiều tiền, em rất ngưỡng mộ.
Năm 2017, Huyền Trang, bạn gái hiện tại của cầu thủ Trọng Đại, có câu trả lời gây tranh cãi tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến cô bị loại sớm. Tiếp đó, cũng vào tháng 10/2017, Huyền Trang bất ngờ vào top 5 Hoa hậu Đại Dương. Lê Âu Ngân Anh đăng quang, trả lời phỏng vấn sau cuộc thi, cô cho biết khá hài lòng về kết quả và cũng không bình luận về việc Ngân Anh gây tranh cãi do nhan sắc hay chuyện chỉnh sửa thẩm mỹ. Hình ảnh Huyền Trang trong đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương 2017, cô cao 1m73, nặng 53kg, các số đo 84, 63 và 91. Trước hai cuộc thi nhan sắc trong năm 2017, cô từng thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2015 và giành ngôi vị Á hoàng 2. Sau Hoa hậu Đại Dương, Huyền Trang thay đổi khá nhiều về ngoại hình. Cô đã giảm cân để có thân hình thon gọn hơn, gương mặt cũng thay đổi trở nên sắc nét hơn trước đây. Huyền Trang cũng được mời làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang. Huyền Trang chưa thực sự nổi bật trong showbiz, dù cũng tham dự một số sự kiện. Gần đây, cô chỉ được nhắc tới với danh nghĩa là bạn gái cầu thủ Trọng Đại. Cô xây dựng hình ảnh khá giống phong cách của nhiều nữ sinh hot girl. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Huyền Trang cũng được khen có vẻ đẹp kiểu hot girl. Huyền Trang trong một bộ ảnh được nhiều người khen ngợi trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên làm mẫu ảnh áo dài. Huyền Trang đi xem bóng đá cùng bạn bè hồi tháng 1 để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Uzbekistan, trận đấu đáng nhớ nhất của đội tuyển U23 tính đến nay. Một tuần nay, cái tên Huyền Trang cũng được dư luận chú ý và tìm kiếm sau khi cô và cầu thủ Trọng Đại, 21 tuổi U23 Việt Nam, được phát hiện thường xuyên viết và bình luận tình tứ qua mạng xã hội. Sau đó, Trọng Đại quyết định công khai hình ảnh cả hai đi chơi Phú Quốc trên trang cá nhân và gây chú ý với dư luận. Tiếp đó, Huyền Trang đăng đoạn clip cả hai hôn nhau âu yếm khi đi chơi. Cách đây ít giờ, cô vừa livestream chuyến đi của hai người qua trang cá nhân với nhiều hình ảnh của Trọng Đại.